thường thì chị xem phim chị sẽ chỉ rút ra cảm nhận cho mình thôi, chứ chị không đọc fan fact. Wow. Chị không biết là cái bộ phim này nó đúng với cái ông Mark Zuckerberg ở ngoài bao nhiêu phần trăm. Ít nhất là cái cuộc hội thoại đầu tiên này không biết nó có tồn tại hay không, hay là chỉ đơn giản là người ta nghĩ ra nó để tô vẽ tính cách của nhân vật chính thôi. Đây là một cuộc hội thoại không có thật. À không có thật. Đây là một cái cảnh để giới thiệu nhân vật, giới thiệu tính cách. Nhưng mà ở ngoài đời là ông ấy trả lời là ông ấy muốn kết nối mọi người lại với nhau. Chứ không phải vì và ông ấy không tiết lộ gì thêm về cuộc đời của ông ấy. Thật ra chị thấy cái đoạn đầu này chị xem chị thấy khá hậm hực và chị cảm giác như hơi vô lý. Cái buổi này đã là cái buổi hẹn hò rồi, chính thức hẹn hò rồi. Và chị không hiểu là một cô gái nào có thể hẹn hò với một người đàn ông cư xử thô lỗ với mình như thế. Tức là nếu như đây là buổi date đầu tiên đi, người ta không biết gì về nhau đi, thì có thể là người ta không có sự chuẩn bị cho cái tình huống này. Và giống như tự nhiên bị dội một xô nước vào đầu thì đen quá thì mình phải chấp nhận thôi. Nhưng mà rõ ràng là hai người này đang trong một mối quan hệ, và chị không hiểu nổi là tại sao cái cô gái này lại ở trong mối quan hệ với một người đàn ông nói chuyện thô lỗ với mình như thế. Em nghĩ là em đồng tình với cả cái vấn đề. Tức là cái tình suy nghĩ huống của chị này là ông này là một ông rất là thô lỗ ở trong phân cảnh này. Nhưng mà phần nào ở trong em nghĩ là em có thể thông cảm được là tại sao ông lại như thế. Thì tất nhiên, tức là đàn ông với nhau thì phải thông cảm, nhưng mà chị chỉ muốn thông cảm với người phụ nữ thôi. Tức là sau khi mà chị xem xong bộ phim, tất nhiên là mình sẽ không bị stick ở cái đoạn này. Yeah. Nhưng mà mỗi khi xem qua cái đoạn này là chị lại thấy khó chịu hơn một chút. Cái này là do tình cảm thôi, chứ không phải là vì người ta cư xử sai. Chị biết là người ta có động cơ, tất nhiên là ai cũng sẽ có động cơ cho cái hành xử của mình. Ý là chị đứng ở vị trí người phụ nữ, chị không thể chịu nổi. Em thì em thì thương, em thương cả hai người, em thương cô ấy bởi vì cô ấy phải chịu đựng anh này, và anh thương anh này bởi vì anh ấy không biết nói chuyện như thế nào để làm thoải mái cô kia. $1 million isn't cool, you know what's cool? You? $1 billion. Thông thường thì khán giả rất là có một sự dè chừng với phim tiểu sử, bởi vì họ thấy phim tiểu sử khô khan kể cuộc đời một ông mà không biết là mình quan tâm hay không. Đây là một phim tiểu sử, tại sao chị bị cuốn hút bởi phim này? Thì đấy, chị thấy nó hoàn toàn là ngoài chuyện là một phim tiểu sử ra, mình đặt cái yếu tố tiểu sử ra bên cạnh một bên, thì tất cả những cái thứ còn lại của bộ phim nó là một sản phẩm điện ảnh rất là hoàn chỉnh, rất là hay. Tất tần tần mọi thứ chị thấy nó đều rất là hoàn hảo, thậm chí bỏ cái chuyện tiểu sử sang một bên thì nó vẫn là một bộ phim điện ảnh rất là hay. Nó có quá nhiều thứ để chị thích ở đấy. Thì chị, với chị là ngoài cái chuyện mà mình biết thêm về Facebook và cái người sáng lập ra, thì mình có một câu chuyện base rất là hoàn chỉnh, rất là hay, có drama, có yêu đương, rồi có khởi nghiệp startup, rồi là có mâu thuẫn bạn bè, lục đục nội bộ, kiện tụng lẫn nhau, xong còn có những nam diễn viên rất là đẹp trai. Chèo thuyền cao 2 mét, có bắp cuồn cuộn. Có hai anh như thế giống hai hệt nhau. Hai anh giống hệt nhau. Rồi mỗi anh một attitude riêng, thích anh hiền là có anh cao vắt xanh, mà thích anh aggressive anh là đỏ. Có anh cao vắt đỏ. Tức là nó có quá nhiều thứ hấp dẫn ở đây. Chứ nếu như nó chỉ đơn giản là một cái bộ phim mà dạng như tiểu sử không, chị nghĩ nó sẽ không thể hấp dẫn được gì. Ví dụ như kiểu chẳng hạn hai em sinh đôi thì sẽ suốt đời nghĩ là cái người này ăn cắp ý tưởng. Không cách nào làm cho người ta suy chuyển cái sự thật ở trong lòng người ta được.